Đây là các bạn xem mẫu trái nè. Mẫu trái nè, mẫu trái hai cổ nha các bạn, hai cổ nha, nhớ nha, hai cổ chứ không phải cổ nha. Rất là đều trái luôn và chia đều cho các nhánh nha. Bữa thấy đó, cái vườn này đặc trưng như vậy đó các bạn. À, nó chia đều cho các nhánh ha. Nhánh cấp 2 trái rất là đẹp. Nè, trái nè. Nè. Đó. Rồi. Nha, năm nay nắng rất là nắng, nắng rất là dữ. Và cái bờ của nó cao luôn các bạn. Nên lượng nước cần rất là lớn. Nha. Vườn của anh Tiến nha các bạn, 2 4 6 trái hay ghê. Bên kia thấy chưa? Nhánh bên kia kìa. Đó. Nhánh cấp 2 nè. Rất là đẹp. À, nhánh cấp 1 cũng có trái nha các bạn. Nhánh cấp 1 có trái nè. Trái rất là đẹp các bạn. Dạ. Vườn ổ rồi chưa? Đó. Thế nào cũng có các bạn là xin quy trình đúng không? Thái sẽ làm một cái quy trình cặn kẽ. Từ khi mà sổ nhị tới lúc mà gần bán trái. Để có cái gì mà dặn dò được thì Thái sẽ dặn dò các bạn ha. Anh làm với Thái là hay mua tưới nước rất là kỹ các bạn nha. Trái nó rụng xuống nó vẫn còn nặng nha. Hồi nãy Thái nói là nó rụng xuống một cái trái vẫn còn đang chịch, không hiểu nổi nè. Nha. Đó. Nha. Trái nè, đẹp không? Trời đất ơi, mày bé ba trái luôn hả? Ê, em vô, gom vô, gom vô. Ôi trời, ai biết ăn được không nữa. Để xe đi. Lát lên xe, để xe và để cởi kỹ nha. Lâu được quà. À, để cỏ như thế này nè. À, cỏ. Thấy cho các bạn xem, hồi nãy thấy lô bên kia ha, hôm nay thấy lô lên đây. Lô bên đây trái còn nhiều hơn lô bên kia nữa các bạn. À, nè, coi, trái đặt cây như thế này nè. Đó, 65 ngàn ký các bạn. 65 ngàn ký đối với thời điểm này nha. Thái quay video này thì lái nó hơi tê tái rồi đó. Mà lái thì lái chưa sinh. Lái chưa sinh giảm. Rồi còn gãi nhuyễn nè. Thái còn làm rất là nhiều vườn ở đây nữa, chứ không phải là cái vườn của anh Tiến không, nhưng mà tại vì cái vườn của anh Tiến là đặc biệt hơn chút xíu là do anh đi nguyên quy trình luôn các bạn. À, có nghĩa là anh không có chen cái gì vô chứ. Thì Thái tập trung Thái cho các bạn xem cái quy trình như thế nào thôi. Và nó rõ nhất. Chứ không phải là một số. Trời ơi, trái nó thơm thơm ta. Ở đây hai cổ các bạn, cái cổ đầu nó chín hết chưa? Ủa quá. Nè, các nhánh cấp này các bạn ha. Nhưng mà nhánh trong trái vẫn đẹp nha. Trái nhím rất là đẹp. Rất là nặng ký luôn. Thái lắc là Thái thấy trái nặng ký. Nè, thấy chưa? Đây. Đó. Rồi, Thái sẽ cho các bạn xem cái quy trình ha. Thái sẽ biên ra. À, và cho các bạn rút kinh nghiệm thôi. Chứ giờ hiện tại thì cũng trễ rồi. Rút kinh nghiệm cho đợt sau nha. Xin chào quý chú anh chị các bạn. Chắc các bạn rất là thắc mắc là hai mùa trái ha. Mẫu trái gần như bằng nhau. Năm nay anh chủ vườn anh nói với Thái, anh nói năm nay tao để trái hơi nhiều thôi, tao hơi tham. Đúng ra cây nào trái ít là trái ít thì trái tầm 3 kg 4 kg không bạn. Còn trái nhỏ trái gì rồi như Thái quay cho các bạn ha. Thì tầm 3 kg 3, hồi nãy Thái có căng là từ 2,5 kg tới 3 kg 3. Ha bạn, từ 2,5 kg tới 3 kg 3. Đó. Nhưng mà lái rất là thích. Do là sao nó vừa tầm ngắm, nó vừa rất là vừa tầm ngắm các bạn. Đó, hôm bữa là Thái vô đó là Thái là chủ vườn người ta cắt luôn. Thái người ta người, lái người ta đang tới cắt. Đó. Thì các bạn biết là trong một cái chu trình nuôi trái sầu riêng nó không có ai giống ai hết. Nó tùy vô vùng miền, Thái nói là tùy vô vùng miền, tùy khí hậu. Ví dụ như thế này. Ở miền của Thái nè, ví dụ như bữa nay Thái đi từ Đồng Nai về thì Đồng Nai mưa rất là lớn. Nhưng mà miền của Thái không mưa. Một số nơi ở miền ngoài nó có không khí lạnh, nhưng mà trong mình nó không lạnh. Đó. Thì bạn biết không khí lạnh nó tràn xuống, nó bắt đầu chênh lệch độ ẩm nó thay đổi rồi. Bắt đầu cây nó lại khác rồi. Ở ngoài miền ngoài cũng vậy. Ở kể cả không phải Tây Ninh mà là miền khác cũng vậy đó các bạn. Bởi vì nó sẽ không có một loại thuốc nhất định. Thái làm cho các bạn là thấy một cái sườn thôi. Cái sườn của anh Tiến đang xài thôi, là có Thái có dữ liệu Thái lưu lại thôi. Và Thái nói sương sương với các bạn xem thôi, là để mà chúng ta nắm được. À, chứ ha, đừng có áp dụng cái vườn nhà các bạn, nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì một số khách hàng của Thái, ủa tại sao mày đưa cho anh là TT13 mà mày không đưa cái CR13? À,
tại sao thấy đưa cho các bạn là CR7 mà các bạn tại sao thấy đưa muốn đưa amino kẽm, tại tùy vô mẫu trái nè, tùy vô lực cây nè các bạn, đó nó không, nó khác nhau hoàn toàn hết trơn chứ không phải là giống nhau nha. Đó rồi, như bữa thấy có đề cập với ảnh trong cái vườn ha, phải hỏi ảnh là tưới mấy lần can tròn trái, xô tròn trái rồi. Thì Thái cũng nói, ảnh cũng nói là từ 2 lần tới 3 lần, hình như là 3 lần. Đó. Còn một số bùa nữa các bạn ha, Thái có đem cho ảnh bùa nữa. Tại năm nay nắng quá, thường thường các bạn tới thời điểm này nè, ha, ảnh thu trái là đã có 3 cây mưa rồi. Mà mưa nó xuống một phát là trái nó lớn rất nhanh. Nhưng mà ở chỉ riêng đặc biệt cái Tây Ninh đó, nó không có mưa cây nào hết á. Ngay chăng cái chỗ bao đồ của ảnh không mưa cây nào hết trơn. Nên cái trái nó, các bạn biết mà, lượng mưa axit á, lượng mưa tự nhiên nó rất là tốt. Trái nó làm trái rất là lớn, nhưng nó không mưa rồi sao trái lớn được. Ảnh chủ ít là để 80 trái, 90 trái, một cây chín mấy trái một cây. Để làm sao? Để cho trái lớn tốc độ lên. Nhưng năm nay nó không lớn được, không ngoài, không nằm trong dự toán mình được. Bởi Thái nói là do ông trời ha. Nên à, các bạn biết là Thái có nói rồi, bộ đầu trái của Thái, tất cả sản phẩm của Thái tới từ 30% ha. Nông dân chúng ta chăm chút kỹ 20% là còn 50% còn lại là do ông trời, do địa lý, do địa hình khách quan, do khí hậu bên ngoài, không phải là do Thái. Nên các bạn cố gắng, chúng ta chú ý một chút xíu là ok, chúng ta có thành công vườn. Cái vườn của anh Tiến thời điểm đó Thái nghĩ là nó nằm trong top những vườn đẹp theo Thái cảm nhận thôi nha, chứ thấy đi cũng nhiều rồi. Nhưng mà cái cổ sổ của ảnh là nó tầm mùng 5 tới 15 Tết, cực kỳ nguy hiểm, cổ nó cực kỳ nguy hiểm các bạn, nó rụng ghê lắm và nó méo trái ghê lắm ha. Một số vườn Thái làm cho anh Tiến, một số vườn Thái làm cho anh em khác, mà một số vườn anh em khác thì nó méo nha. Đó. Do một số khách quan ngoài mình không nói được ha. Rồi. Còn anh Tiến thì bờ của anh nó cao, nó ráo lắm các bạn, nước tưới thì vô tư đó, thì ok đó. Rồi chúng ta vô cái phần nó Thái chia làm 3 quy trình thôi, nó đơn giản chứ không có gì nhiều. Nó có gốc mặt là của 12, 11, 18, Thái nói rồi ha, những trái nhỏ như thế này rải 12, 11, 18 cho Thái ha. Trong khi đó Thái cho xài cái xô lớn trái, Thái xô lớn trái, Thái để trên màn hình cho các bạn xem là xô này, xô lớn trái ha. Xài lớn trái từ lúc mà sổ nhị 10 ngày tới 15 ngày cho tới lớn ha, tới 35 ngày. Rồi trong lúc xô lớn trái đó, hồi lúc trước Thái có một cái can bio, cái can bio nó sẽ nuôi trái non rất là tốt, Thái đưa cho ảnh luôn. Cái đó Thái gọi thì cái đó là cái bùa thêm đó, tại vì những cái hàng đó rất là hiếm, Thái kiếm rất là hiếm các bạn. Hiện tại bây giờ 3 số của Thái nó cũng không hiếm nữa, 3 số đặc biệt nha các bạn, 3 số nhập nha, nó cũng không có hàng nữa các bạn, một phần nào đó thôi. Rồi 12, 18, sau đó có tham gia của 3 số 15, 20, 10, 10, hiện tại cuối là 12, 18 và 15, 3, 20 ha. Trong đó nó có trong tham gia ha, Thái nói sơ sơ thôi, tại thường thường phân Thái sẽ báo cho các bạn à cái vườn của bạn sẽ xài phân gì. Rồi trong lúc đó chúng ta chìm nè, Thái cho thấy hình như là Thái không cho xài lớn trắng tóc nha các bạn, cái vườn không cho xài lớn trắng tóc. Thái có một số độ, một số thứ nữa, nhưng hiện tại nó không có hàng, Thái không nói, nhưng Thái không cho xài lớn trắng tóc nè các bạn. Lớn trắng tóc nè, lớn trắng tóc hiện tại mùa miền Đông người ta xài rất là nhiều, miền Đông và Tây Nguyên xài rất nhiều, nhưng mà ở chỉ Tây Ninh một số vườn Thái không cho xài. Rồi Thái xài chọn trái đăng ký các bạn, Thái sao trái cho xài chọn trái đăng ký cho đây là cái gì, 3 số 22 các bạn. 3 số 22 Thái nói là bạn nè, tại sao công thức lại tính 3 số 22? Không có thằng nào mà nó quậy lên 3 số 22 được chứ các bạn. Nhớ nè, quậy với nó là 15 à. Quậy lắm là 3 số 15 à. Nhớ nha, dữ lắm lên cao nhất là 3 số 15. Trong đây Thái có thêm một số ví dụ amino acid fulvic, nó có một cái đầu đạm là 7 nữa các bạn. Đầu đạm hữu cơ nha, gán cố gắng là 6.8 hả các bạn. Dưới 15 đầu đạm, 15% đầu đạm bình thường là ra 22 đó các bạn. Chứ không phải là đăng ký thành phần 22 đâu, không có thằng nào đăng ký thành phần 22 cho các bạn. Nhìn vô các bạn thấy 30, 10, 10, thấy 3 số 22, Thái để 3 số 22 nhỏ xíu ở đây nè, là cho các bạn biết à, đây là phản ứng xảy ra, là khi mà chúng ta tổng hợp được, Thái tính là tổng hợp đầu đạm hóa học và đầu đạm hữu cơ luôn á, là ra 22 đó. Chứ không phải đây là 3 số 22 đạm lân kali, không có đâu các bạn nha. Đây là phản ứng xảy ra, giống như là Thái tính các bạn cái canxi mũ 800 đó các bạn, không hoặc canh rút 700. Đây là những cái mốc mà khi mà chúng ta đưa vô đất, phản ứng cao nhất của nó xảy ra nhiệt lượng và phản ứng năng lượng, mình gọi là tạo ra đồng tiền ATP năng lượng đó, nó xảy ra. Nên Thái đặt những cái này là nhớ à, là trong đây nó có cái gì
để thay nhớ lại cái công thức là chú phải làm gì. Ở trong đây nó không có gì ngoài ra, nó có xíu amino acid nhẹ thôi ha, một số vitamin, một số cái retinol nhẹ thôi các bạn, nó để điều hòa sinh trưởng để mà làm cho cái cây nó kiểu như là nó cân bằng cây hơn. Và cái gì, cái quan trọng là enzyme chống trực di, có nghĩa là nó sẽ cố định lại một số chất dinh dưỡng hiện tại có trong đất và sẽ tạo phức hợp liên kết cho một số chất khác. Và khi mà chúng ta gặp mưa lớn hoặc chúng ta tưới nước nhiều quá, nó sẽ không bị rửa trôi quá nhiều so với bình thường. Hai trong đây ha. Đó, bây giờ bên này giải thích hiểu cho các bạn ha. Canxi bo là có nha các bạn, canxi bo tầm 4%, canxi hữu cơ nha, chứ phải canxi hóa học. Không có canxi hóa học thì bởi thường thường thấy hỏi là các bạn hỏi là có rải thêm canxi không? Có các bạn, phải rải thêm canxi da ra hoặc canxi gà Sony hoặc canxi của BM cũng có, phải có mấy những cái đó nha, phải có canxi nha. Và cái canxi đó rải thời điểm nào thấy sẽ dễ các bạn. Canxi á các bạn rất là cần trong cây. Thế rồi nè, canxi rất là cần trong cây, nhưng các bạn phải nhớ là nếu mà chúng ta rải canxi nhiều quá nó sẽ gây ngộ độc cây, nên sẽ không hướng dẫn các bạn, ngay tại thời điểm này nha. Và thời điểm các bạn gửi hình cho Thái hay những cái này là làm cho Thái sẽ hướng dẫn tận tình cái vấn đề mà rải canxi ha, giải thích rõ tại sao và làm như thế nào luôn ha. Rồi ở trên Thái là phun cái gì, Thái cho phun cái gì, thường thường trong đó nó sẽ có một cái cử chỉnh tròn trái gai nhím amino TD09 ha. Đây là ba hàng này, một cử một thôi các bạn, trái của anh đã dốc tròn rồi, Thái cho một cử một. Rồi một cử này bỏ qua bên ha, khi trái 35 ngày ha, bắt đầu Thái cho phun bộ này, sau đó bắt đầu Thái cho phun, trong đó có sữa tướng trái nha các bạn, tại vì chu kỳ phun là 7 ngày tới 10 ngày một cử, nhiều trái quá phải xuyên phun mới được, nhớ nha các bạn nha. Trong đó có sữa tướng trái, trong đó có mắt rút, trong đó có lớn trái, trong đó có TT13 ha. Những cái thằng này Thái sẽ kết hợp lại với nhau, không phải là xịt hết cái này đâu nha, không phải là đưa 4 cái thằng này vô xịt đâu nha các bạn, mà chỉ có 2-3 thứ nó kết hợp lại với nhau để làm cái lớn trái tùy vô cái thời điểm nào mà các bạn mà sao mà khi mà các bạn mà cho Thái cho cái mẫu trái đó, lúc nào chúng ta sửa tướng trái, lúc nào chúng ta cho lớn trái, lúc nào chúng ta cần độ đạm cao hơn, lúc nào chúng ta cần amino nó lại khác. Bởi vậy những cái sản phẩm nào Thái cho các bạn biết, Thái cho bật mí cho các bạn biết là những sản phẩm này nó có trong cái vườn của anh Tiến là vậy đó. Trong đó chúng ta phải ém cái đọt lại nha các bạn, nhớ cái đọt quan trọng lắm, phải ém cái đọt lại nha, Thái nhắc rất là nhiều lần ha. Muốn trái tròn đẹp cái đọt phải đứng đầu tiên, khi mà cái trái tầm 75 ngày, 70 ngày đối với Thái nha Tây Nguyên, và tầm 55 ngày đó với Ri mới thả đọt đi, đúng là ngon. Hay còn trước đó đừng nói với Thái là trời ơi, Thái ơi cái cây của anh nó xì đọt, mà sao không chặn? Những cái cây nào mà xì đọt nguy cơ trái dài Thái cho đốt luôn chứ không có chặn. Thái làm ăn rất là rạch ròi ha, làm sao giữ trái được cái hàng, mục tiêu giữ trái được cái hàng, bán có tiền trước rồi tới tiếp. Còn mấy chị còn lại không quan trọng, cây chúng ta còn dạng lá chừng ngon là ok, những cây yếu trái yếu lá quá anh em Thái sẽ gàn lại cho một cái chúng ta một cái giải pháp. Còn ví dụ như cái vườn của anh Tiến rất là ok rồi, dàn lá chân rất là ngon, mình nói cho anh Tiến anh chặn hoài cho em, nước anh tốt, cái dàn lá chân anh tốt, em có bùa cho anh chặn hoài cho em, anh chặn làm sao mà cái lá của nó chìm hoặc nó đi chậm, thiệt là chậm, cái trái của anh nó sẽ tròn, và đó là kết quả Thái trả cho anh ha. Đúng ra như Thái nói cây của anh là 70 trái, năm trước cây của anh là 70 trái, năm nay phải 70 trái, tầm đó thôi, 200 kg một cây là được rồi, 70 gốc là em kiếm cho anh tầm 14 tấn, là tầm đó là được rồi, không có mơ mộng cao sang hơn. Còn bây giờ anh để 90 trái, bắt buộc cái trái, những cái trái nhỏ nó hơi nhỏ hơn chút xíu, chuyện đó là bình thường, anh phải biết. Và anh Tiến nói chung là anh Tiến chấp nhận bình thường các bạn, anh Tiến đó với Thái chấp nhận là bình thường ha, cái chuyện đó là bình thường, không có vấn đề xảy ra ha. Rồi ok các bạn, đó đây là một số quy trình nó rất là đơn giản thôi chứ nó có gì. Ngoài ra chúng ta có thêm một số sản phẩm giống như là tưới gốc nấm trước khi chúng ta thu hoạch để cho hạn chế tối đa thuốc trái là ok rồi, còn thuốc nấm ở trên nữa, nhưng mà tùy vô vùng miền, tùy vô thời điểm ha, Thái không có bật mí đây được. Rồi ok các bạn đó, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.